Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Kiều hối về Việt Nam dần bốc hơi, tiểu thương người Việt tại Mỹ nguy cơ phá sản. Một số doanh nghiệp nhỏ của người Việt tại Mỹ như siêu thị, nhà hàng đang lâm vào tình trạng khó khăn chưa từng thấy vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Họ phải gồng mình, xoay sở và mong chờ được chính quyền giúp đỡ. Gói cứu trợ khổng lồ trị giá 2.200 tỷ đô la mà chính phủ Mỹ vừa thông qua đã dành ra gần 350 tỷ đô la để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ có thuê mướn từ 500 lao động trở xuống. Theo hướng dẫn mới nhất vừa được Cục Quản lý Doanh nghiệp SBA đưa ra thì các doanh nghiệp này sẽ được cho vay đến 25-250% tổng chi phí trả lương cùng chi phí cố định của một tháng với mức lãi suất 1%. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 31 tháng 3 năm 2020 cảnh báo rằng người dân Mỹ phải chuẩn bị đón nhận 2 tuần cực kỳ khắc nghiệt về nguy cơ ít nhất 100.000 người sẽ phải tử vong. Nếu doanh nghiệp vay giữ lại tất cả những nhân viên và trả lương cho họ đầy đủ, thì số nợ vay này sẽ được miễn hoặc giảm. Chính phủ sẽ trả lại số nợ này cho ngân hàng thay cho doanh nghiệp. Trong buổi họp báo vào 2 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven cho biết các doanh nghiệp có thể ngay lập tức bắt đầu nộp đơn kể từ 0 giờ ngày 2 tháng 4 năm 2020. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng ưu tiên hàng đầu của Mỹ là phải ứng cứu các doanh nghiệp nhỏ vì họ thuê mướn nhiều nhân viên nhất trong nền kinh tế. Như thế mới tạo được những ảnh hưởng về kinh tế xã hội cho nước Mỹ. Ông Nguyễn Thanh Thụy, chủ hai nhà hàng Việt Nam ở thành phố du lịch Orlando, tiểu bang Florida, với số nhân viên 20 người, cho biết các nhà hàng của ông đã đóng cửa từ ngày 19 tháng 3. Mặc dù chính quyền không bắt buộc các nhà hàng phải đóng cửa, miễn là không phục vụ khách hàng tại chỗ, nhưng ông Thụy cho rằng những ngày này không có khách hàng đến mua đem về, nên ông buộc phải đóng cửa để tiết kiệm chi phí và trả lương cho nhân viên. Tuy nhiên, ông cho biết ông vẫn trả một khoản tiền lương tương đương 10 ngày lương để hỗ trợ khó khăn cho những người đã gắn bó với ông từ lâu năm và ông gọi đây là vấn đề tình cảm. Còn đối với những người đi làm bán thời gian, chẳng hạn như các sinh viên đi làm thêm, ông nói rằng ông không thể trả tiền hết cho mọi người được. Đây là hình ảnh nhà hàng phở 79 đã tồn tại gần 40 năm tại thành phố Golden Clover thuộc Little Sài Gòn, Nam California, Mỹ. Nay cũng đã phải đóng cửa vì đại dịch cúm Vũ Hán. Tiền thuê nhà, ông Thụy người chủ sở hữu, các nhà hàng Sài Gòn North và Encree và Hương Việt ở Orlando nói họ vẫn gửi thư kêu trả tiền nhà, nhưng trong trường hợp mình không có tiền trả bây giờ họ cũng không thông cảm. Chủ đất là người Việt Nam nên họ cũng rất biết điều đó, mình còn trả được thì trả, còn nếu không thì chờ góp gói trợ cấp của chính phủ sẽ tính sau. Khi được hỏi trông đợi gì về sự cứu trợ của chính quyền, ông nói nếu họ cho mình mượn tiền với lãi suất cỡ chừng từ 3,25 đến 3,75% thì cũng không có lợi gì hết. Trường hợp họ cho mình vay không có lãi suất thì mình có thể làm cái này cái kia. Nếu mình đã đủ bản lĩnh xoay sở được, không cần mượn tiền, không cần phải trả tiền lời thì vẫn tốt hơn, ông nói thêm. Khi được hỏi về cách xoay sở, ông Thụy nói ông sẽ dùng đến tiền tiết kiệm cá nhân của ông. Điều đình với chủ đất để được giảm tiền nhà và ra khai báo không có thu nhập với hãng bảo hiểm. Nếu số tiền nhà giảm từ 5.000 xuống còn 2.000 đô la một tháng thì mình có thể bỏ ra 10.000 đô la đủ để lo cho 5 tháng tiền nhà để không bị chủ nhà lấy đất lấy lại và sau này có thể mở và trở lại. Ông giải thích thêm, tiền mình bỏ ra thì mình có thể khai với bảo hiểm, họ sẽ chi trả cho mình một phần. Và đã có 10 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vì viêm phổi Vũ Hán. Bộ Lao động Mỹ vào ngày 2 tháng 4 thông báo đã tiếp nhận 6,6 triệu đơn xin cấp mới trong tuần vừa qua vì dịch bệnh. Theo đài CNBC, thống kê mới nhất đã đưa ra tổng số dân đăng ký hỗ trợ thất nghiệp của Mỹ đã tăng lên 10 triệu người chỉ trong vòng có 2 tuần mà thôi. Đây là hình ảnh người Mỹ đã xếp hàng để đăng ký nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tại Las Vegas, bang Nevada của Mỹ. Trước đó, Dow Jones đã khảo sát ý kiến của các chuyên gia kinh tế và đưa ra dự đoán 3,1 triệu đơn vị trợ cấp thất nghiệp cho tuần bắt đầu từ ngày 23 tháng 3 được đưa ra. Trong tuần bắt đầu từ 16 tháng 3,
Mỹ đã ghi nhận con số kỷ lục là 3,3 triệu đơn vị trợ cấp thất nghiệp, chỉ bằng một nửa so với số liệu mới nhất. Theo CNBC News, con số thất nghiệp thực tế có thể cao hơn nhiều vì không ít người nộp đơn gặp rắc rối trong quá trình làm giấy tờ sau khi Sở Lao động tại các bang trở nên quá tải. Giới chuyên gia cho rằng việc các hoạt động kinh tế bị dừng lại đột ngột vì một loạt chính sách giãn cách xã hội của chính phủ Mỹ là nguyên nhân đẩy số người thất nghiệp tăng cao nhanh chóng. Đây cũng được xem là mức thất nghiệp chưa từng có của quốc gia này. Tôi không thể vẽ ra câu chuyện cổ tích về những lý do không cần bận tâm, chúng ta có thể ghi nhận những con số lớn trong vài tuần tới. Chuyên gia kinh tế Mỹ của GM Morgan, ông Mitchell đã cảnh báo như vậy. Ông cùng đồng nghiệp của mình từng dự đoán con số trong tuần trước sẽ là 3,5 triệu đơn. Và ông Nguyễn Thanh Thụy cho biết thêm, ông đang tìm hiểu về gói vay đối với các doanh nghiệp nhỏ mà trên thực tế sau này sẽ được miễn hoặc giảm nợ luôn. Đây là hình ảnh tỷ phú Mỹ Bill Gates đã sẽ xây dựng nhà máy sản xuất 7 vaccine trị cúm Vũ Hán, chấp nhận mất hàng tỷ đô la để rút ngắn thời gian cho ra vaccine. Trong chương trình show, ông nói rằng quỹ từ thiện Bill Gates Media Gates có thể huy động dòng tiền nhanh hơn chính phủ. Nếu vay được số tiền khoảng 30.000 đô la thì mình có thể giữ được nhà hàng này mà không cần phải đóng luôn. Người chủ nhà hàng Việt Nam cũng tâm sự như vậy. Dựa vào đó, trường hợp dịch bệnh kéo dài vài tháng thì ông nói vẫn có thể xoay sở được mà không cần hoảng hốt. Nếu bắt trả lương đầy đủ thì phải làm bài toán cộng trừ nhân chia. Nếu số tiền họ cho vay không đủ trang trải các khoản phí đó thì mình sẽ không mượn. Còn nếu họ cho mình vay vài chục ngàn để mình đủ trả lương nhân viên để họ khỏi phải đi ăn tiền thất nghiệp thì tôi sẽ mượn. Ngoài ra, ông còn nói thêm rằng nếu được chính phủ giảm thuế nữa thì càng tốt. Và các doanh nghiệp như chúng tôi may ra tiết kiệm được vài ngàn đồng tiền thuế mỗi năm, ông nói. Trả lời câu hỏi có sợ bị mất nhân viên không khi phải cho họ nghỉ việc lâu dài như vậy? Ông nói đây là tình trạng chung nên các nhân viên cũng hiểu. Bây giờ, nếu họ có kiếm chỗ làm khác thì thật sự không có chỗ nào khác cho họ xin việc hết. Hơn nữa, mình đã đối xử với nhân viên rất tốt trong mấy năm nay nên chắc là họ cũng sẽ không đi qua chỗ khác, ông giải thích thêm. Và cũng theo lời ông thì tình trạng khủng hoảng như thế này là lần đầu tiên ông đã trải qua trong vòng 45 năm qua tại Mỹ. Cũng có một lúc trong năm 2008, kinh tế Mỹ đi xuống nhưng không tới mức như vậy, ông Thụy tâm sự. Đây là hình ảnh dịch cúm Vũ Hán đã khiến các chuỗi xa lộ và trục giao thông của thành phố Los Angeles, California đã vắng chưa từng thấy, thiệt hại kinh tế ước lên tới cả ngàn tỷ đô la khắp nước Mỹ. Một chủ doanh nghiệp nhỏ người Việt khác là ông Võ Bình, chủ sở hữu 6 siêu thị châu Á xung quanh thành phố Atlanta, thủ phủ bang Georgia, nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là do thuộc dạng dịch vụ thiết yếu nên các chợ của ông vẫn mở cửa trong mùa dịch, mặc dù thời gian mở cửa ngắn hơn và ít khách hàng hơn. Ông nói doanh thu xuống nhiều lắm, ông cho biết. Tôi áp dụng một số biện pháp cắt bớt chi tiêu nhưng hầu như không có được bao nhiêu vì có một số người mình không muốn họ nghỉ nên vẫn giữ người. Chỉ có điều bây giờ họ làm ít giờ hơn một chút chứ không có làm ngoài giờ nhiều, ông nói. Do đó tiền lương của nhân viên ngoài tiền làm phụ trội vẫn giữ nguyên, theo ông Bình, người đang thuê mướn gần 500 lao động, cho biết. Về mong đợi được chính quyền giúp đỡ như thế nào, ông Bình nói ông muốn được hỗ trợ trả tiền lương nhân viên để ông không phải sa thải. Và tiền trả tiền nhà vì chi phí rất cao và chi phí điện nước nữa. Bây giờ mà đuổi người có kinh nghiệm sau này mướn lại sẽ rất khó khăn, ông giải thích. Nhưng buôn bán không được mà chi phí lương nhân viên cao thì không có cách gồng mình nổi. Còn về thuế, ông cũng cho rằng đến cuối năm mới đóng nên ngay bây giờ chưa cần lắm. Về gói cứu trợ của chính phủ, ông mong là đến càng sớm càng tốt. Vấn đề là khi nào số tiền đó tới tay mình, tại vì nhân viên của tôi không thể nào gồng mình thêm 6 tháng hoặc 1 năm nữa. Nếu tiền tới bây giờ thì tôi mới có tiền trả lương cho nhân viên, ông Bình cho biết. Đây là hình ảnh Little Sài Gòn đã vắng lặng tại khu Phước Lộc Thọ không bóng người vì dịch cúm Vũ Hán. Những việc làm của chính phủ thường không nhanh. Khi đồng tiền tới tay doanh nghiệp thì nhiều người đã sa thải rồi, cho nên lúc này rất cấp bách. Ông nói thêm và cho biết ông cần tiền trong vòng từ 1 đến 2 tuần nữa. Ông nói đã làm hết những gì có thể, như gắn thêm lớp kính mỏng,
nơi tính tiền để ngăn tiếp xúc, phát khẩu trang cho nhân viên, khử trùng các khu vực, khu chợ có nhiều lần trong một ngày. Những ngày này, nếu mua được nước khử trùng, phải trả tiền gấp 3, gấp 4 lần, ông giải thích. Khẩu trang cũng khan hiếm, chúng tôi đang phải trả cao mới mua được cho các nhân viên hay khách hàng. Ngoài ra, ông cho biết thêm là ông khuyên các nhân viên lớn tuổi ở nhà và ông sẽ giúp chu cấp một phần và giúp họ khai thất nghiệp. So sánh với đợt khủng hoảng vào năm 2008, ông cho biết tình hình lần này tồi tệ hơn rất nhiều. Lần này có cái đặc biệt là mọi người không ra đường nên tất cả mọi việc làm ăn buôn bán đều đi xuống. Ông Bình, người đã định cư ở Mỹ được 45 năm nói thêm, hồi năm 2008 vẫn còn một số người có công ăn việc làm và họ vẫn còn đi lại và được tiếp xúc với nhau được. Người dân ai cũng lo cho sức khỏe, sợ nhiễm bệnh nên họ ở trong nhà, họ còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chi tiêu cho mua sắm và ăn ngon nữa. Và tại Việt Nam, hàng năm đã nhận được trên 16 tỷ đô la kiều hối từ hàng triệu kiều bào khắp nơi trên khắp thế giới gửi về. Và với tình trạng dịch bệnh đang hoành hành như hiện nay trên toàn cầu, thì chắc chắn lượng tiền gửi về Việt Nam trong thời gian tới sẽ dần chững lại. Ngân sách cho Đảng, Cộng sản và bộ máy cồng kềnh của chính phủ Việt Nam vẫn đầy, nhưng chỉ có người lao động và doanh nghiệp Việt Nam là phải tự lo, tự kiếm hàng tiền và hàng triệu việc làm sẽ phải mất đi, hàng trăm nghìn hãng xưởng cũng sẽ phải phá sản trong thời gian tới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa.